bảo tuân thủ các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, không tạo ra hàng rào không cần thiết cho thương mại, đồng thời ngăn chặn mọi hành vi trục lợi trong dịch bệnh. G20 đưa ra các biện pháp trên trong bối cảnh đang có nhiều quan ngại về thiếu hụt nguồn cung thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế do tác động của dịch bệnh. Việc nhiều nước tiến hành phong tỏa, đóng cửa biên giới và hạn chế xuất khẩu cũng đang ảnh hưởng tới thương mại tự do toàn cầu. Hôm qua, Mỹ đã triển khai hệ thống phòng không Patriot tại các căn cứ quân sự ở Iraq để bảo vệ các lực lượng Mỹ hiệu quả hơn. Động thái này diễn ra sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hồi đầu năm nay nhằm vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq. Theo các nguồn tin quân sự Mỹ và Iraq, hai bên đã đàm phán về việc bố trí các hệ thống phòng không Patriot từ hồi tháng 1, sau khi Iran bắn hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự ở Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú, khiến hơn 50 người bị thương. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết một khẩu đội Patriot đã được triển khai và lắp đặt tại căn cứ không quân Al-Assad hồi tuần trước. Một khẩu đội khác cũng đã được triển khai ở căn cứ Abin, khu vực tự trị của người quốc ở Iraq, trong khi hai khẩu đội khác đang chờ chuyển từ Kuwait sang. Tuy nhiên, hiện chưa rõ việc triển khai các hệ thống Patriot này có được chính quyền Baghdad chấp thuận hay không. Bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 31 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt nhưng chính phủ vẫn chủ động mọi phương án với tình huống xấu hơn. Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các thành phố lớn. Lời kêu gọi toàn dân của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng như lời hiệu triệu với toàn dân tộc quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Cục bộ một số nơi người dân chưa hiểu đúng về cách ly xã hội nên đi mua hàng hóa tích trữ, tuy nhiên các điểm bán hàng nhu yếu phẩm sẽ mở cửa liên tục. Dù khó khăn do dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam vẫn có được sự tăng trưởng khả quan nhất so với các nước trong khu vực với mức dự báo 4,9% cho cả năm nay. Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong chỉ thị, Thủ tướng nhấn mạnh thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là trong chỉ thị ngày 27 tháng 3 vừa qua và tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách ngay sau đây. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn, khoảng cách, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Thủ tướng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Đồng thời thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện,
thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở của mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. Trong chỉ thị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội và quán Ba Buddha ở thành phố Hồ Chí Minh, tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch. Đi cùng với tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các ổ